Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, trong chiều tối và đêm nay, gió nam trên khu vực vịnh Bắc Bộ vẫn có cường độ mạnh cấp 5, cấp 6, tạo ra những con sóng cao trên 2 mét gây biển động. Sang ngày mai, một khối không khí mát từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống. Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, có lúc cấp 5. Điều đáng lưu ý là sự xuất hiện của những cơn mưa rào và dông, làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống thấp, xuống dưới 10 km, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ và cả ven biển khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Vùng biển ngoài khơi xa khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, trong đêm nay, ngày mai và 3 ngày tới, gió thịnh hành theo hướng Nam đến Tây Nam với cường độ yếu dần khoảng cấp 4, cho nên sóng biển chỉ gợn sóng nhỏ. Trời ít mưa, tầm nhìn thoáng. Riêng phần phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa và khu vực biển phía Tây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào thời điểm chiều tối. Bà con ngư dân cần lưu ý tầm nhìn hạn chế và khả năng có gió giật trong cơn dông. Đến với thời tiết trên các hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị, chiều và tối nay ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió vẫn có hướng Nam và hoạt động với cường độ ở mức cấp 5, đôi lúc sóng biển còn lên tới 2 mét, gây khó khăn cho tàu thuyền có tải trọng nhỏ. Từ đêm nay sang ngày mai, do ảnh hưởng của khối khí mát, nén rãnh áp thấp, cho nên khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra tới huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió sẽ chuyển dần sang hướng Đông Bắc, nhưng mà cường độ không mạnh, phổ biến chỉ cấp 4, có lúc cấp 5. Tuy nhiên, bà con lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật sẽ không an toàn cho tàu thuyền lưu thông trên khu vực. Dọc theo vùng biển miền Trung, trong đêm nay, ngày mai, gió vẫn thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4, cùng tiết trời nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km, biển êm ả sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, cũng như sự lưu thông của tàu thuyền trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Tuy nhiên, từ đêm mai 20 tháng 5, ở vùng biển ven bờ có khả năng xuất hiện mưa dông, khiến tầm nhìn hạn chế và có nguy cơ lốc xoáy, gió giật trong cơn dông, cho nên các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Thời tiết trên tuyến hải trình Vũng Tàu - Côn Đảo đang trong thời kỳ gió Tây Nam suy giảm về cường độ. Trong đêm nay và ngày mai, gió chỉ ở mức cấp 4, cho nên sóng biển không cao, ban ngày trời nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km. Tuy nhiên, đến chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, bà con cũng cần lưu ý tầm nhìn hạn chế và khả năng có lốc xoáy, gió giật trong cơn dông. Chuyển sang khu vực biển phía Tây, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc. Trong đêm nay cũng như vài ngày tới, gió Tây Nam duy trì cường độ khá yếu, chỉ ở mức cấp 3 cho đến cấp 4. Tuy nhiên, ở khu vực này vẫn cảnh báo khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nhất là vào thời điểm cuối ngày, cho nên bà con ngư dân cần hết sức thận trọng với khả năng có gió giật mạnh, kèm theo lốc xoáy, cũng như tầm nhìn xa bị giảm thấp trong mưa dông. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.